What's up everyone, welcome back. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và hôm nay mình tiếp tục series Antibus in level 4. Now, let's go. Hiện tại thì mình đang ở trong cái phần chiến đấu với cả nghìn con boss này. Thì Sebon này sẽ được hóa thân vào trong Antibus để mà cùng chiến đấu với cả 1000 con boss này. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Sắp không, sắp hết không? Ồ, còn một con nữa. Thì mình sử dụng con chim lợn này để mà cố gắng hạ nó. Rồi, lần này chắc chắn là chết rồi. Không chứa cái được. Nào, và giờ thì mình sẽ sang một bàn mới. Chỉ có mấy một con quả nho này thôi. Mình sẽ bắn thử xem nó có cái gì. À, mình có để ý ở trên nóc tủ kia, trên nóc kia thì có mấy một pháo, có nên là mình sẽ phải cẩu với cái quả pháo này. Không chết à? Thì mình sử dụng thêm một quả bom giật sét này nữa. Thì cố gắng để câu trúng đầu nó. Chắc chắn là chết rồi. Con này không thể chối cãi được rồi. Rồi, mình sẽ kết thúc cái phần chơi này tại đây và cùng nhau ra ngoài Dead Wolf 4. Ok. Rồi, level 37. Nhiệm vụ của mình sẽ phải đi xuống và vượt qua cái hàng rào răng cưa này để mình nhấn công tắc kia. Ok. Rồi, sang. Quá dễ dàng. Không gặp bất kỳ khó khăn nào cả. Nào, và mình sẽ bật công tắc này. À, bật rồi. Rồi. Oh, có hai con bot này. Every bot nó đợi sẵn mình đây. Rồi. Đứng chiêu đùa nó một chút. Một. Đây chính là cái cánh cổng vô hạn của mình. Ok. Không được, không được. Lôi, và xử lý người lôi. Tưởng là nó chui ngược lại chứ. Không chui ngược lại à? Ok. Rồi. Và xử lý của mình không được khéo léo cho lắm. Nào. Rồi, còn đúng hai mạng thôi. Không tấu hài ở đây nữa. Chết mất thì lại hơi phí. Ta còn đến level 28, xem để có gì nào. Ok. Nào, nhìn sang. Lại tiếp tục gặp con Invibot đây. Không được. Rồi. Mình sẽ phải để cái miếng gỗ này sang và mình có thể phải lăn cùng nó luôn. Đúng rồi. Như vậy. À, và giờ thì kết thúc cái level này. Chúng ta tiếp tục đến level 29. Ở đây có một cánh cổng không gian, à đâu, một cái cánh cổng cho mình có 5 giây, nhưng mà mình không biết làm cách nào để mà chẹn. Đây thì mình phải đứng lại đây để mà giữ nó thì mới được.
Và cái kính gỗ này, mình nghĩ ra rồi. Mình sẽ lợi dụng cái lực lăn của nó để mà nhảy lên và cứ tiếp tục kệ cho nó lăn. Để kệ cho nó lăn. Và mình sẽ nhảy lên trên. Ok, được rồi. Đúng vậy, đây. Hai con lợn. Lên. Rồi, mình sẽ... Ôi, may quá, vẫn kịp, vẫn có thể đâm được vào cái công tắc kia. Ở đây tiếp tục có một cánh cổng cổng lập vô hạn. Thì con lợn này mình phải cố gắng làm sao để mà hạ được nó và có thể nhảy lên trên được. Có lẽ là mình sẽ ở đây trêu đùa nó thôi. Ok. Không nhảy lên được. Rồi. Thì có lẽ được rồi. Và mình sẽ kết thúc cái level này. Cảm ơn con bot. Và tiếp tục tìm đến với con bot. Sẽ có mất room bot đây nhỉ. Ok. Nào, vậy đến cái màn tung hứng của nó. Con này thì mình nhớ là nó cũng không có gì khó khăn cả. Trông to xác mà ngu. Chúng ta mình sẽ tiếp tục nhẹ lên. Rồi. Xem nó sẽ làm gì nào. Mình sẽ lăn ngược lại. Tới thì mình sẽ chuẩn bị ra lò một vài phiên bản mod mới nữa và nó sẽ chỉnh chu hơn cái phiên bản này rất là nhiều. Khi mà mình đã sử dụng, mình đã ký lại, mình đã phải ký tay lại tất cả những cái chuyển động của nó, tìm cách ký tay lại và sắp xếp lại. Thì nếu đó là file mình tự làm, mình đã phải mất công bộ thời gian ra để mà xử lý lại một chút, thì mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ đẹp. Thôi, cuối cùng thì mẹ bị con bot này hạ mất. Tí nữa chết. Dark bot. Nào. Rồi, đến cái phần nãy mình đang chơi giữa chừng thì bị nó hạ gục. Và mình tiếp tục. Nào, mấy con bot này thì cần phải có hai lần đập đầu nó thì mới chết được. Rồi. Rồi, mình sẽ tiếp tục ride over his. Rồi. Phát nó di chuyển hơi lỗi thì mình chạm vào nó hai phát rồi, chứ không phải là mình cố tình đập nó mà nó chạm vào mình, phải là nó mất mạng luôn. Rồi, chúng ta kết thúc cái level này ngày hôm nay.